Thì Phương đang ở chợ Đắc Hà Kon Tum. Đặc biệt là hôm nay mình ở vùng núi, sáng dậy nó hơi lạnh nhẹ. Mong là quý vị khán giả ở Kon Tum làm cho Việt Phương ấm lòng, cũng như chương trình Tôi Yêu Chợ Việt được sơm tụ vui vẻ. Mời tất cả quý vị khán giả mình ra ngoài sân khấu coi hôm nay chương trình Tôi Yêu Chợ Việt có những gì nha. Bây giờ cùng đi chợ với Việt Phương. Em ơi, cái cua đồng này là ở đâu? Mình lấy ở đâu? Ở đồng Đắc Hà luôn. 60 ngàn ký là cua đồng này, xong mình mua về. Rồi cái là mình giả nè, mình lấy cái nước cốt của nó để mình nấu canh cua, phải không em? Dạ, 60 ngàn ký, còn lương thì nhiêu ký cơ? Lương 200, còn các em đang tách là con ốc bu. Cũng là đồ đồng, đồ gì đó quý vị, tại vì đồ sông, đồ đồng ha. Ốc bu thì nhiêu ký cơ? Mọi người ơi, hôm nay tới đây đọc password là khán giả của chị Việt Hương, em Liên sẽ giảm 5 ngàn. Hôm nay tới đây đọc password là khán giả của chị Việt Hương, em Liên sẽ giảm 5 ngàn. Ủa còn cá này cá gì Liên? Cá mè. Wow, cá mè thì nhiêu ký? 30 ngàn. Trời ơi, bự lắm cả nhà ơi. Bàn tay của Hương nè, 3, 2, 3, 4, 5, 5, 6 bàn tay luôn đó cả nhà. Rồi cảm ơn Liên nữa nha. Trời ơi, chặt chuyên nghiệp quá, chặt tiếp. Đó, mày hả bưởi? Heo. Mà sao mình thui thui vậy? À, khách hàng yêu cầu. Này là giò heo nãy mới chặt, vậy là nhiêu ký? Dạ, 6-70 ngàn một ký. 6-70 ngàn một ký thôi. Ra gặp Lệ, nói password. Tôi là fan của Việt Hương, chị Lệ bớt 5 ngàn. Trời ơi, chịu chơi dễ sợ bớt nhiêu? 10 ngàn luôn, trời đất ơi. Rồi, đây là bánh này là có nhân phải không cưng? Dạ. Bánh này là có nhân thì bao nhiêu một cái? Một cái 3 ngàn là có nhân. À, còn có nhân là 3 ngàn. Đó, chín rồi đây cả nhà ơi. Đó, đơn giản nhẹ nhàng. Ngày bán có 2 ngàn cái rồi cả nhà. Đây là anh quản lý. Tôi có nhờ ảnh là chợ của mình sẽ hỗ trợ Việt Hương nha. Ông nói yên tâm, Hương vô chợ Đắc Hà để ban quản lý chợ lo. Sau khi tôi quay qua tôi thấy ông mất tiêu. Tôi đi nguyên vòng chợ thì ra ông đang ăn. Anh ban quản lý chợ, ảnh tên xinh, ảnh tự giới thiệu ảnh là xinh đẹp luôn. Trời sao mặt ngầu vậy? Sao mặt buồn vậy? Mệt quá hả? Thấy chị tới cái đông chợ đông lên cực phải không? Không có hả? Tại cái mặt vậy thôi phải không? Chợ này là có bao nhiêu năm rồi? Năm 99 rồi. Rồi sáng sớm vợ không nấu đồ ăn sao ra đang bánh xèo? Đây là đặc sản của Đắc Hà cho nên là giá nó hợp lý và nó rẻ và ngon. Cái giá của nó là có 3 ngàn cái à. Bởi vì bà thấy em tự nhiên quá hiểu không? Không ai mời trơn trời á. Ai đâu mời, ổng ăn ngon ăn cái tự nhiên lấy đồ rửa cái tự nhiên xin luôn. Cho chị xin miếng này chị ăn vậy đó. Ngon. Nói nghe nè, bình dân giả vậy được rồi. Dễ ăn quý vị mà có rau rồi vô buổi sáng nữa. Bây giờ bà con của mình cũng đông rồi nè. Sau khi ăn no xong, ăn ké của bạn xin quản lý chợ xong, Việt Hương sẽ mời hết anh chị em ra ngoài sân khấu của chợ Việt. Mình sẽ chơi game show với Việt Hương. Bây giờ mời cả nhà ra chợ Việt đi không? Đi không? Máu lửa đi chơi quá. Rồi chuẩn bị đi nha.